To break the xác định bốn cái tên góp mặt tại bán kết bóng truyền nữ Asian 19. Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Hàn Quốc chính thức đảm bảo tấm vé vào bán kết cho hai đội tuyển bóng truyền nữ Trung Quốc và Việt Nam tại Asian 19. Những cái tên xuất sắc nhất, bản lĩnh nhất góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại Asian 19 năm nay đã được xác định sau ngày thi đấu hôm nay, ngày 4 tháng 10. Môn bóng truyền nữ tại Asian 19 đang đi đến những chặng cuối cùng. Trong ngày thi đấu hôm nay, bốn cái tên xuất sắc nhất có mặt ở vòng bán kết đã được phân định rõ ràng. Ở bảng E, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta và chủ nhà Trung Quốc là hai đội chính thức có mặt ở vòng bán kết. Trong trận đấu diễn ra vào chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã gặp đôi chút khó khăn trước sự kiên cường và bền bỉ của đội tuyển Triều Tiên. Song Thanh Thúy và các đồng đội vẫn là những người xuất sắc hơn cả để giành chiến thắng với tỷ số Trung Quốc 3-1. Trong khi đó, Trung Quốc lại không gặp quá nhiều khó khăn trước một Hàn Quốc đang đi xuống về mặt phong độ một bình cang sohui là không đủ để giúp đội tuyển đến từ xứ sở kim chi làm nên phép màu trước đội chủ nhà được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng tương tự như bảng e tại bảng f không có bất ngờ nào xảy ra khi hai đội tuyển được đánh giá cao là thái lan và nhật bản đều đã giành quyền vào vòng trong trước một kazakhstan chưa từng thắng bình trong bốn lần đối đầu gần nhất aicharapon và các đồng đội đã không mất nhiều thời gian để vượt qua đối thủ chỉ trong ba set đấu trong khi đó Đội hình 2 của Nhật Bản tranh tài tại ASEAN năm nay đã gặp nhiều thử thách trước tinh thần cuột cường của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Nhật Bản để mất một set vào tay đối thủ, và dù ở 3 set còn lại đều giành phần thắng, song trên thực tế, Nhật Bản đã phải cực kỳ vất vả để có được chiến thắng. Bốn cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện, tuy nhiên, các cặp đấu bán kết chỉ được xác định trong loạt trận diễn ra vào ngày mai ngày mùng 5 tháng 10. Tại bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đương đầu với chủ nhà Trung Quốc, còn tại bảng F, Thái Lan sẽ chạm trán với Nhật Bản. Cả hai cặp đấu này đều diễn ra lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam.